Con sẽ bao giờ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana Veramani sẽ có với năng samadhyami. Con sẽ bao giờ điều học là quy tránh xa sự dây uống rượu và chắc chắc sai. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayama Chapamadathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa. Đừng để lầm nhớ. Sa thu sa thu lành thay, và con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ye na wan de hang pa da pang sung waru tamang Bute yo khalito do so buto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang thamman cha du vi thang warang Thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khat ma tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc lên đạo tràng. Sĩ đạt mình mê bụt thả sê thô xà rì bụt tô chả đạt khí nê hoa mạng xê mộc gà la nô bù rà tô bì đạt kàn tá yàng bạch chí mê mà mạ à nàn tùn đi xà xà mạnh tàm lô ca ba la chi in da de wa sa pram ma ka e te sang a nu pa we na sa pe pha ya u ba da wa a ne ka an ta ra ya pi vi na san tu a se sa tôn đức phật ngự trên đầu với mặt xá lợi phất vai trái kiền liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt so a tha la tho su to ve ru na ho bo tha sa ca ne a ro go su vi to ho i sa sa pe nha ti pi sa tha la tha su vi ta ve ru na ha bo tha sa ca ne a ro ga su vi ta ho i sa sa pe nha ti pi te a tha la tha su vi ta ve ru na ha bo tha sa ca ne a ro ga su vi ta ho tha sa sa pe
hiện nhà tị khuyên cầu mong cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo, cầu mong cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang tap bang kiri yang mamat ka ye na wa ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a thi ye cha sa ta ta a sa ka tang pu na pa lang mai hang sa pe fa ri fa wan tu te ye tang ka tang suvidita yang punya palang maya ye chata tanacha nanti dewa gantwa niveda yung sabbe lokam hisata jiwanta harahe tuka manunyang po janang sabbe lafam tumamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi, có cho chúng sanh vô tưởng nào. Tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Idan no nya tinan ho tu sukhita hon tu nya tayo. Idan watame punyang asawa khayo vahang ho tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trách, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima yadisa yasata avera sukhi hontu.
nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yati sa yasatta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anicca hontu dikhayukha hontu arogya hontu sampatti samicchantu sukhi atanang pariharantu dukkha patta chanit dukkha phaya patta chani phaya soka patta chani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự tinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy giá. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được cho sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa? Nếu có cho con một bàn tay tín hiệu để con nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sàng Khai. Con kính nhường mic lại cho sư. Sa thủ huỳnh chinh ngộ đã làm xong bổn phận lễ bái tam bảo thọ trì quy giới và một tuần thì đến một ngày trong cái chương trình của chính mình rất là đúng giờ, rất là hoan hỷ. Sa thủ huỳnh chinh ngộ. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mài nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong khâu Phật nguồn 70. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma hệ sì á răng tá thài gá tù lồ cú tá mồ sắp bá gá rù huy trị thá cù lồ cá sá sá thài chá ná đầm mắc phù quý đồ hoành đà má hành tầng đá ra phù chá này giác tầm Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói căng tối thượng dân chủ trí năng vô lượng tử đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đảnh cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ quý ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sá huy nà khá rô cô sáp bành nhu bút thấp bất thi phù thi sanh nhá tù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quý nhân vàng như lai soi sáng vẹt mạng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thù số gá ta sá sa quá bồ sách thà số ta mô quá rá thầm bá sách thá bồ niền đà bá sân xà đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng đá rá phù. Cái này giác rằng tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ đêm mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị
Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta ta na ta ya te che na sik kha me e tu wa tha nang ta sa bi a nu pha we na sa ha sa ye na sik cha tu. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Alo, quý vị nghe âm thanh của chúng tôi vừa hay là nhỏ hay là to quá? À, xin cho kết quả vừa ha. Rồi, Sa Thú Sĩ Thiền Vũ, Sĩ Kim Nhung. Rồi, mới vẫn còn tốt, chỉ có sửa lại thôi. À, nó bị trục trặc cái bàn phím á, cho nên nó hơi rắc rối, nghe muốn điếc tai luôn à. À, trong cái room là ai cũng có vẻ là coi như hòa đồng, chỉ có mình Sĩ Kim này là muốn khiêu chiến, khổ thiệt. Ai cũng nghe vừa, có mình Sĩ Kim là muốn điếc lỗ tai. Ai bị mở lớn làm chi? Mà vừa vừa thì nghe được, mở lớn làm chi rồi ra yết cái lỗ tai. Rồi, học ha. À, đó là những lời xã giao cao thân hữu. À, quý vị thông cảm ha, mỗi người mỗi tánh mỗi ý, không có giống nhau, nhưng mà chúng ta nên hòa đồng. Cái gì chơi chơi, học qua học ha. Rồi bắt đầu nha. Hòn cái anh để lấy giọng vậy. Ma xê ma xê cú sắc ghê nạ, ma xê ma xê cú sắc ghê nã, ma xê ma xê cú sắc ghê nã. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: ba lô phun chay gia phù chát năng, ba lô phun chay gia phù chát năng, ba lô phun chay gia phù chát năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu ha. Ma xê ma xê cú sắc ghê nắp ba lô phun chay gia phù chát năng, ma xê cú sắc ghê nắp ba lô phun chay gia phù chát năng, ma xê cú sắc về nắp ba lô phun chay giáp phù chát năng. Rồi bây giờ câu ba câu bốn: na so sân kha tát tham ma năng, na so sân kha tát tham ma năng, na so sân kha tát tham ma năng. Và câu cuối cùng: ca lăng ắc khá tí sô la sinh, ca lăng ắc khá tí sô la sinh, ca lăng ắc khá tí sô la sinh. Rồi ôn là câu ba câu bốn: na sô sang kha ta tham ma năng, ca lăng ắc khá tí sô la sinh, na so sân kha ta tham ma năng, ca lăng ắc khá tí sô la sinh, na so sân kha ta tham ma năng, ca lăng ắc khá tí sô la sinh. Rồi bây giờ chúng ta ôm lại trên xuống dưới. Ma xê ma xê cú sắc ghê na ba lô phun chay giáp phù cha năng, na so sân kha ta tham ma năng, ca lăng sắc ca tí so la sinh, ma xê cú sắc ghê na ba lô phun chay giáp phù cha năng, na so sân kha ta tham ma năng, ca lăng ắc ca tí so la sinh. À, đó là cái đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai:
cũng theo trường âm và đoạn âm. Thì cách đọc thứ hai này tương đối dễ hơn. Ma xê cú sắc ghê nắp ba lô phun chay giáp phô chát năng. Na sô sân kha tát thầm ma năng ca lăng ắc khá tí sô la sinh. Ma xê cú sắc ghê nắp ba lô phun chay giáp phô chát năng. Na sô sân kha tát thầm ma năng ca lăng ắc khá tí sô la sinh. Như vậy thì cách đọc thứ hai này tương đối dễ ha, và chúng ta cũng áp dụng cách đọc thứ hai này trong lối kệ ha, tức là đọc một lần hai câu. Ma se ma se cung sắc ghe hàng ba lô phun cháy gia phô chán nặng. Na so sang kha ta tham ma nặng ca lăng a kha tỳ xô la sinh. Ma se cung sắc kê nàng ba lô phun cháy gia phô cha nặng. Na so sang kha ta tham ma nặng ca lăng a kha tỳ xô la sinh. Ma se u sa ke na ba lo phun chay ya phu cha nang. Na so sang kha ta tham ma nang ta lang ak kha di so la sinh. Tháng tháng với nguồn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Rồi bây giờ xin mời Simita, Sikim, Sikim Nhung. Nam mô Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Cảm ơn cô Thiện Vũ, cô Kim Nhung cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Hồng Mai. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Và con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 70. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay gia phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ak kha ti so la sinh. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ma se là hai trường âm thông thường. Ma se hai trường âm thông thường. Cú đoạn âm sắc sắc trường âm nhấn ghê trường âm thông thường. Ná đoạn âm ba lô hai trường âm thông thường. Phun chay hai trường âm nhấn. Giá đoạn âm phô trường âm thông thường. Chá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma xê cú sắc ghê ná ba lô phun chay giá phô chá năng. Con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ná đoạn âm xô trường âm thông thường, xăng trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, tá đoạn âm thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, lá đoạn âm, và sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ak kha ti so la sinh. Con đọc lại hết bài.
ma se ma se ku sắc ghê na ba lo phun chay ya phô cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ak kha ti so la sân ma se ma se ku sắc ghê na ba lo phun chay ya phô cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ak kha ti so la sân. Tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma xê ma xê cô sắc ghê na ba lô phun cháy gia phô cha năng na sô sang kha ta tham a năng ca lăng ác kha ti sô la sinh. Và con đã đọc xong và kể xong, có nhà chỗ nào sai sót thì xin ngài tỷ đức với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhận mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư chí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Khờ khờ khờ, bữa nay máy của sư nghe bình thường nữa rồi đó. Bữa hôm kia đó, trời ơi, nó tệ quá, trời tệ hơn vợ hơn đậu luôn đó sư. Con không biết vợ hơn đậu ai hết, con nghe ai nói giống vậy đó. Mà vậy cũng tốt vậy sư. Sư đâu cần máy mới đâu. Hồi trước con nói rồi, con cúng dường sư máy mới, sư nói thôi thôi khỏi, cúng dường nó ăn cắp cũng vậy à. Con thấy chó nó cũng ăn cắp nữa, thành ra thôi, tùy theo sư xử trí đi. Thôi bây giờ con trả bài, con có chuyện khác con phải làm nữa đó. Quý vị nghe âm thanh rõ ha, không có bị đứt khoảng, không có gì ha. Dạ, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 70 à. Trời, bữa đi chùa cúng dược đã dễ sợ nghe ta. Ma se ma se xuất khắc kề na ba lô vùng chày giáo phô cha năng na sô sanh khà ta thầm ma năng khá lăng ác khá tí sô lá sinh. Ma se ma se khu sắc ghê na ba lô bùng chày giáo phụ cha năng na sô sanh khà ta thầm ma năng khá lăng ác khá tí sô lá sinh. Phân tích câu 1 cầu câu 2. Ma se là bốn trường âm thông thường. Khú đoạn âm, sắc trường âm nhắn. Ghê trường âm thông thường. Ná đoạn âm. Phân tích câu số 2. Ba lô hai trường âm thông thường. Bung chay hai trường âm nhắn. Giá đoạn âm. Phô trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ma xê ma xê khu sắc ghê ná ba lô bùng chày giáo phô chá năng ná sô sanh khà tá thầm ma năng khá lăng ác khá tí sô lá sinh. Phân tích câu số 3. Ná đoạn âm, sô trường âm thông thường, sanh trường âm nhắn, kha trường âm thông thường, tá đoạn âm, thâm trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi, hai câu cuối cùng. Khá đoạn âm, cá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc trường âm nhắn, khá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, lá đoạn âm, sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ, không phải ca cả lương. Na so sanh kha ta tham ma năng kha lăng ác kha tí so la sinh. Ma se khu sắc ghê na ba lô bùng chày giáo phụ cha năng na so sanh kha ta tham ma năng kha lăng ác kha tí so la sinh.
Ma se ma se khu sắc ghê ná ba lô bùng chạy dốc hồ cha năng ná sô sanh kha ta thầm ma năng kha lăng ắc kha tí sô lá sinh. Ma se su khắc ghê ná ba lô bùng chạy ya bồ cha năng ná sô sanh kha ta thầm ma năng kha lăng ắc kha tí sô lá sinh. Ma se ku sắc ghê na ba lo bung chay ya bo cha năng na so san kha ta tham ma năng kha lăng ak kha ti so la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp phủ vi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt Nam của câu kinh Pháp Cú số 70. Để coi phe ta sao ha, ha, ha. Đó, chắc bữa nay không có gì trục trặc, chắc sư đã cho ba cái bông hoa hướng dương ngay từ lúc nào không biết nữa, mắt mê mang độc. Và cảm ơn Hồng Thị Kim Nhung, Hồng Mai, cô Mít Trà cho bông hoa đầy nhóc luôn và vỗ tay vỗ chân hết sảy luôn. Cảm ơn quý vị nghe. Còn cảm ơn sư, cảm ơn các cô tu nữ và quý vị Phật tử đã lắng nghe và cho bông hoa. Con xin nhường máy lại cho cô Hồng Thị Kim Nhung. Chúc quý vị một ngày được an vui. Bye. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 70 ạ. Ma se ma se cú sắc ghê na bà lô phùng chảy gia phổ cha nặng na sổ sẵn khả ta thầm mà nặng ca lặng ác khá tí sổ lá xình. Ma xê cú sắc ghê na bà lô phùng chảy gia phổ cha nặng na sổ sẵn khả ta thầm mà nặng ca lặng ác khá tí sổ lá xình. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ma se là 4, trường âm thông thường, cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ba lô là 2 trường âm thông thường, phung chay là 2 trường âm nhấn, chá là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se cú sắc ghê na bà lô phùng chay gia phổ cha nằng. Ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là đoạn âm, lăng là trường đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn. Khá, tí là 2 đoạn âm, sô là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na sô sằng khà ta thầm mà nằng ca lằng ắc khá tí sô la sình. Ma se cú sắc ghê na bà lô phùng chảy ra phổ cha nằng na sô sằng khà ta thầm mà nằng ca lằng ắc khá tí sô la sình. Ma se cú sắc ghê na ba lô phung chay và phô cha năng na số sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha tỷ số la sinh. Ma se cú sắc ghê na ba lô phung chay và phô cha năng na số sang kha ta tham ma năng ca lăng a tỷ số la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ,
Con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 70. Ma se ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay giá phô chắc năng. Na so sanh kha ta tham ma năng các lăng ác kha ti so la sinh. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ma se, bốn trường âm thông thường. Cú, bản âm, sắc, trường âm nhấn. Ghê, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Ba, lô, hai trường âm thông thường. Phun, trường âm nhấn. Chây, trường âm nhấn. Giá, đoạn âm. Phô, trường âm thông thường. Trá, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se cu sắc ghê na ba lô phun chay cha ja, ô cha năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ná đoạn âm. Xô trường âm thông thường. Xanh trường âm nhấn. Kha trường âm thông thường. Tá đoạn âm. Thăm trường âm nhấn. Ma trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ắc trường âm nhấn. Khá tí hai đoạn âm. Xô trường âm thông thường. Lá đoạn âm. Sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na xô xanh kha ta tham ma năng các lăng ắc kha tí xô lắc sinh. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 70. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay giác vô chắc năng. Na so sanh kha ta tham ma năng các lăng ác kha ti so lắc sinh. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay giác phô cha năng. Na so sanh kha ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Kính lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú số 70. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay giá phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay giá phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ma se bốn trường âm thông thường. Cú đoạn âm. Sắc trường âm nhấn. Ghê trường âm thông thường. Ná đoạn âm. Ba lô hai trường âm thông thường. Phun chay hai trường âm nhấn. Giá đoạn âm. Phô trường âm thông thường. Trá đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se cú sắc lô phun chay giá phô cha năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ná là đoạn âm. Xô là trường âm thông thường. Sang trường âm nhấn. Kha trường âm thông thường. Tá đoạn âm. Thâm trường âm nhấn. Ma trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ắc trường âm nhấn. Khá tí hai đoạn âm. Xô trường âm thông thường. Lá đoạn âm. Sinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Na so sang kha ta tham ma nang ka lang ak kha ti so la sinh. Để xong xin đọc lại câu pháp cú số 70. Ma se ma se ku sắc ghê na ba lô phun chay ya phô cha nang na so sang kha ta tham ma nang ka lang ak kha ti so la sinh. Ma se ku sắc ghê na ba lô phun chay ya phô cha nang na so sang kha ta tham ma nang ka lang ak kha ti so la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, và con xin đọc kệ. Ma se ma se ku sắc ghê na, ba lô phun cháy và phô gia năng. Na so sang khá ta thăm ma năng, ca lăng ác khá ti so la sinh. Ma se ku sắc ghê na, ba lô phun cháy và phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng, ca lăng ác khá ti so la sinh. Dạ con đang đọc, phân tích và kể xong, có gì sai xin sư chú Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ con xin mời bạn Nguyễn Từ ạ, con cứ xuống mic. Dạ, cảm ơn sư Sầm Mai. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sư Kim Nhung, cảm ơn sư Mì Ta đã cho biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu số 70 ạ. Ma se ku sắc ghê na ba lô phung chê ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sin. Ma se ku sắc ghê na ba lô phung chê ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sin. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ma se là hai trường âm thông thường. Ma se là hai trường âm thông thường. Cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Và câu số 2, ba lô là hai trường âm thông thường. Phung là trường âm nhấn, chê là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se ku sắc ghê na ba lô phụng chê giá phô cha năng. Và con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, săn là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, cá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn, khá tí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, xin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sin. Ma se ku sắc ghê na ba lô phung chê ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sin. Ma se ku sắc ghê na ba lô phụng chê ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sin. Dạ con xin kệ câu pháp cú số 70. Ma se ku sang ghê na
ba lô phung chê và phổ cha năng na số sang kha ta thầm ma năng ca lăng ắc kha tỳ số la xin ma sê cô sang ghê na ba lô phung ghê và phổ cha năng na số sang kha ta thầm ma năng ca lăng ắc kha tỳ số la xin. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc phân tích xong, con có sai mong ngài chỉnh sửa lỗi giùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng. Dạ, con cũng kính đảnh lễ cô Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Nam mô Bích Tha Giá. Bây giờ mình từ mời bàn tay của Rum lên để trả bài tiếp ạ. Alo, 123, 123, xin lễ để chúc Pháp Trang. Xin chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Câu Phật ngôn đọc tới đây là quý vị thấy ngừng lại rồi ha, không ai tiếp tục. Thì trong thời gian quý vị đọc, chú ý chỗ này. Bởi vì câu Phật ngôn này, nếu mà nói về dòng kinh trường âm và ngắn âm, quý vị đủ sức thì đọc một hơi dài cả một câu Phật ngôn. Nhưng mà đọc một hơi dài đừng có dừng lại những cái trường âm, mà những cái trường âm đó đáng lẽ chúng ta phải kéo dài. Tại sao quý vị dừng lại đứt hơi chỗ đó mà không chịu kéo dài ra? Quý vị chú ý ha. Khi quý vị đứt hơi mệt nghỉ thì nghỉ nơi trường âm, và nghỉ nơi trường âm thì phải kéo dài ra, chứ không thể trường âm mà chúng ta đứt hơi rồi chúng ta nối tiếp vào chỗ khác. Thì cái câu Phật ngôn này tương đối dễ. Dễ là trường hợp như thế này. Cuối câu số 2 nó là một trường âm. Vậy thì chúng ta chia ra làm hai mà đọc. Thì như vậy hơi sức của chúng ta như Siết Niệm Từ vừa đọc rất là hoàn chỉnh. Ma se ma se cú sắc ghê nắp ba lô phun chay giáp vô chát năng ná sô sân kha tá thâm ma năng khát lăng ắc khát tí sô lá sinh. Như vậy thì quý vị đọc hai hơi như vậy rất là dễ. Còn nếu mà đọc một hơi á thì nó dài quá, quý vị có thể đứt hơi. Thì như vậy quý vị cố gắng, khi cái câu nó dễ thì chúng ta chia ra làm hai ha. Cũng giống như khi mà chúng ta kể một câu tám từ thì chúng ta cố gắng kể một lần hai câu để nó nương nhau, cả âm giọng á nó nương nhau, có lên có xuống. Chứ còn bây giờ quý vị như Siết Kim mà kể, quý vị thấy nó từng câu một, từng câu một, mà từng câu một như vậy thì chúng ta nghe nó rời rạc, nó không đi vào cái nội dung, không đi vào cái ý nghĩa của cái bài thơ, của câu kể. Ví dụ ha. Ma se ma se ku sắc ghê na ba lô phun cháy và phô cha nặng. Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu như vậy thì nó nương nhau tám từ, thì đâu có khó đối với quý vị đâu.
Trong khi mà quý vị học về vi diệu pháp đọc một hơi, toàn là những cái từ Pali lạ lạ, quý vị đọc rất là trôi chảy. Vậy thì ở đây có 16 từ, chúng ta làm một hơi đâu có khó, mà cũng chậm rãi chứ đâu phải đọc nhanh ha. Cho nên cố gắng, nếu mà kệ, cố gắng đọc một lần hai câu ha, tức là nương nhau, chứ chúng ta kệ mà từng câu một, trừ ra những cái câu, những cái bài kệ mà nó chữ nó hơi dài thì chúng ta đọc như vậy trang nghiêm tôn kính, như cái bài thỉnh pháp sư đọc từng câu một ha. Thì ở đây trở lại vấn đề cái dòng kinh, thì chúng ta thấy cuối câu số 2 nó là một trường âm, đó là một hạnh phúc cho chúng ta. Ma se cú sắc ghê nắp ba lô phun chay giáp phù chát năng ná sô sân kha tá thầm mà năng cá lăng ác khá tí sô lá sinh. Đó, quý vị thấy dễ ha, rất là dễ. Rồi bây giờ qua cái vấn đề kể thì chúng ta cũng cố gắng đọc hai câu như vậy. Ma se ma se cu sắc ghê na ba lô phôn chay gia phô cha nặng na sô sang kha ta tham ma nặng ca lăng a kha tỳ sô la sinh. Quý vị thấy dễ ha. Rồi bây giờ mời quý vị tiếp tục. Vị nào chưa đọc, có huynh đạo huynh nè, kính lễ để Đức Tuệ Đức vừa đến với pháp hội. Rồi sư Nhật Quỳnh nè, sư cô Phúc Hạnh nè, rồi sa tú xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào tràng. San kha ta mang lang la ma le ko buon ka ma âm nhấn thông. Ma là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn, gá tí là hai đoạn âm, sô là trường âm thông thường, lá là trường âm nhấn, sinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se cú sắc ghê ná ba lô buôn chay giá bồ chá năng ná sô san kha tá thầm ma năng cá lăng ác gá tí sô lá xin. Ma se cú sắc ghê ná ba lô buôn chay giá bồ chá năng ná sô san kha tá thầm ma năng cá lăng ác gá tí sô lá xin.
Tháng tháng với ngọn cờ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ ạ. Ma se ma se he ku sa ge na ba lo buon chai ya bo cha nang na so san kha ta tham ma nang ka lang a ga ti so la sin ma se ma se he ku sa ge na ba lo buôn chai ya bu cha nang na so san kha ta tham ma nang ka lang a ga ti so la sin. Dạ con đã đọc và phân tích kệ xong, con xin xuống mít. Thế sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉ quá. Cảm ơn Nhật Quỳnh và Ngài đã bốt bài cho con đọc ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Alo, Huỳnh Đạo Huỳnh, chờ một chút ha. Ở Bình Định thì quý vị cũng biết mưa gió bão, cho nên cái đường truyền nó không được ổn định. Tuy nhiên không ổn định là một vấn đề, còn đọc sai là vấn đề khác. Cô tu nữ Phúc Hạnh, cái từ cuối cùng so la sinh, so la sinh ha, cái chữ này á thì chúng ta thấy có hai trường âm chứ không phải ba trường âm như cô tu nữ Phúc Hạnh vừa nói. Sô là trường âm thông thường, chữ lá là đoạn âm chứ không phải là trường âm nhấn ha. Rồi chữ sim là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì chữ lá ở đây không phải là trường âm nhấn, xin cô tu nữ Phúc Hạnh chú ý lại chỗ này ha. Và trong phần tiếng Việt, tháng tháng với ngọn cỏ, tháng tháng với ngọn cờ, ngọn cỏ với ngọn cờ, thì ở đây có hai điểm cô tu nữ Phúc Hạnh chú ý. Cái đường truyền nó hơi rắc rối cho nên quý vị cũng thông cảm ha. Rồi không sao không sao, mời Huynh Đạo Huynh, lâu quá mới gặp Huynh Đạo Huynh nè, xin mời nha. Dạ, con cảm ơn sư, dạ, rất là nhiều. Trước hết là cũng xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ sư, quý sư, dạ, sư Trí Đức cũng như sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào quý bà quý cô, quý huynh đệ và chú quý vị. Dạ, lâu quá không có vô lớp học thành tựu chắc đọc sai biên bét đó nha. Nếu có gì kính nhờ sự sửa giúp nha. Dạ, xin kể câu pháp cú 70. Ma se ma se cú sắc ghe na ba lô phun chay giá phô cha nằng. Ma se cú sắc ghe na ba lô phun chay giá phô cha nằng. Na so san kha ta tham ma nang ka lang ak kat ti so la sin. Na so san kha ta tham ma nang ka lang ak kat ti so la sin. Dạ, và cũng xin phân tích trường âm đoạn âm. Ma se là bốn trường âm thông thường, cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ba là trường âm, lô là trường âm, phun là trường âm nhấn, chay là trường âm nhấn luôn, giá là đoạn âm, phô là trường âm, chá là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm.
Ná là động âm, xô là trường âm, sân là trường âm nhấn, ca là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc từ dựng ngân âm, cá là đoạn âm, lăng là trường âm theo đọc từ dựng ngân âm, ắc là trường âm nhấn, gá là trường âm nhấn luôn, tí là đoạn âm, xô là trường âm, lá là đoạn âm, và sinh là trường âm đọc theo dòng ngữ âm. Ma se ma se ku sat ge na ba lo phun chay ya pho cha năng na so sang kha ta tham ma năng ka lăng a gat ti so la sinh. Dạ, và bây giờ xin kể. Ma ma se ku sắc ghê na ba lô phun cháy gia phô cha năng. Ma se ku sắc ghê na ba lô phun cháy gia phô cha năng. Na so sangata thamma nan. Xin lỗi, cho nó hơi lộn trọng. Na so sangata thamma nan. Ka lang ak ga ti so la sin. Na so sangata thamma ma năng ca lăng ắc ga ti so la sinh. Và thượng tọa Thích Minh Châu đã ra tiếng Việt như sau: là tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn sư Trí Đức rất là nhiều. Kính chúc sư cũng như chú quý vị luôn luôn sức khỏe, học tu học tinh tấn và thân tâm an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Alo, đại đức tuệ đức trường chúc ha, huynh đạo huynh ha, vì vấn đề công an việc làm ít đến với đạo tràng, nhưng mà đến chàng vẫn thể hiện cái phong độ căn bản về Pali, tức là đọc rất là chuẩn, phân tích cũng ổn định, chỉ có sai một từ thôi, chính sai một từ đó để cho huynh đạo huynh nhớ lại rằng khi mình đọc đúng mà phân tích sai, đó là một cái điều mà dễ đưa chúng ta đến cái chỗ nghi hoặc. Cái chỗ sai của huynh đạo huynh á là cũng câu cuối cùng, cá lăng ắc kha ti so la sinh, thì cô tu nữ Phúc Hạnh sai cái chữ cuối cùng so la sinh, nhưng mà huynh đạo huynh á sai cái từ ắc kha ti là trường âm nhấn, đúng rồi, nhưng mà chữ khá đâu phải là trường âm nhấn, nhưng mà huynh lại nói chữ khá là trường âm nhấn. Hoặc là nhiều khi lâu lâu huynh đến rồi thử coi đạo tràng có theo dõi hoặc là có kiểm tra, hay là mình đọc sai đúng thọ kệ, mình thử coi người ta có thấy được cái lỗi của mình hay không. Không biết cái điều này huynh có tạo ra một cái lỗi để đạo tràng có chú ý hay không, nhưng mà Sít Kim Nhung vẫn chú ý ha, Sít Kim Nhung vẫn nghe vẫn biết, cho nên ở chỗ này huynh nếu mà thật sự như vậy thì đừng có thử đạo tràng ha, bởi vì khi mà lên đây học thì chúng ta nghiêm túc một chút. Cho nên cái vấn đề đúng và sai
khi mà sửa lỗi cho người khác thì chúng tôi chịu trách nhiệm, và huynh đọc sai thì chỉ cái chỗ sai này để làm sao coi như trong đạo tràng có thể nương nhau mà sống, mà cùng nhau có một sự tiến hóa tu tập ha. Rồi Sa Thú huynh đạo huynh tuyệt vời, lâu lâu đến dòng đọc vẫn thu hút, vẫn phong độ, vẫn chính xác, nhưng mà đừng tạo ra cái lỗi nữa ha, đừng tạo ra cái lỗi ha. Rồi kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 70. Ma se ma se cú sắc ghê na, pa lo phun chay giáp phô cha năng, na so sang kha tát tham ma năng, ca lăng ác khát tí sô lá sinh, tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16, người hiểu pháp hữu vi. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Ma se ma se ko sắc ghê na, pa lo phun cháy, ya phô cha năng, na so sang khá ta tham ma năng, ca lăng ác khá ti so la sinh. Ma se ma se ko sắc na, pa lo phun cháy, ya phô cha năng, na so sang khá ta tham ma năng, ca lăng a kha ti so la sinh. Ma se ma se ko sắc khê na, pa lo phun cháy ya phô cha năng, na so sang kha ta tham ma năng, ca lăng a kha ti so la sinh. Dạ con xin hết, con xin nhường bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài cao phúc của kinh số 70. Ma se ma se ku sap ghe na ba lo phun chay ya pho cha năng na so san ka ta tham ma năng ka lăng at kha ti so la sinh. Ma se ma se ku sap ghe na ba lo phun chay ya pho cha năng na so san kha ta tham ma năng ka lăng at kha ti so la sinh. Con xin phân tích hết bốn câu ạ. Ma se, bốn trường âm thông thường. Cú, đoạn âm, sắc, trường âm nhấn, ghê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm. Ba lô, hai trường âm thông thường, huynh, trường âm nhấn, chay, trường âm nhấn, giá, đoạn âm, hô, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná đoạn âm, sô trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, tá đoạn âm, thâm trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách trường âm nhấn, khá tí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, lá đoạn âm, xin trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay giáp phô cha năng na sơ sanh kha ta tham ma năng ca lăng át khát tí sô la sinh. Ma se cú sắc ghê na ba lô phun chay giáp phô cha năng na sơ sanh kha ta tham ma năng ca lăng át khát tí sô la sinh.
tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đây là bản chữ ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Con đọc có sai, đọc và phân tích có sai, con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kể ạ. Ma se ma se ku sap ge na ba lo phun chay ya pho cha năng na so san kha ta tham ma năng ka lang at kha ti so la sinh. Ma se ma se ku sap ge na ba lo phun chay và phổ cha năng na sở sanh kha ta thẩm ma năng cả năng ác kha thì sở la sinh. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức ngự bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú, con kính nhân mít đến đại đức pháp trang ạ. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Đại Đức, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và trân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đọc câu pháp cú số 70. Ma se ma se ku sắc ghê nắp ba lô phun chay gió phô chân năng nắp sô sang ca tất thầm ma năng ca lăng ác khắc tí sô lắc xin. Ma se ku sắc ghê nắp ba lô phun chay gió phô chân năng nắp sô sang ca tất thầm ma năng ca lăng ác khắc tí sô lắc xin. Ma se ku sắc ghê nắp ba lô phun chay gió phô chân năng nắp sô sang ca tất thầm ma năng ca. Này ca lắm, dạ cũng xin này cũng xin xin lộn, nhìn nó chữ 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 cá lăng mà đọc chữ ca, con xin đọc lại. Ma se cú sắc ghê nắp ba lô phun chay gió phô chân năng nắp sô sang ca tất thầm ma năng cá lăng ác khắc tí sô lắc xin. Ma se cú sắc ghê nắp ba lô phun chay gió phô chân năng nắp sô sang ca tất thầm ma năng lăng ấp tê sô lát xin. Ma se cú sát ghê nắp ba lô phôi chay giúp vô chân năng nắp sô sang ta ta thầm ma năng ta lăng ấp tê sô lát xin. Tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp của vi và bản dịch của ngài và thành thức dâu. Và bây giờ con xin kể ạ. Ma se ko sak ge na pa lo kun chay ya pho ta nang na so sang ka ta tham ma nang ka lang a ka te so la sin. Ma se ko sak ge na pa lo kun chay ya pho ta nang na so sang kha ta tham ma năng ca lăng a kha ti so la xin. Ma se ko sát ghê na pa lo phun chay ya pho cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng a kha ti so la xin. Xin để mít lại cho bây giờ xin mời cô tu nữ Tây Duyên. Nam mô Phật Thầy Giác. Nhà sa thú lành thai, nhà kính chư đại đức. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin phân tích câu pháp cú số 70. Và cảm ơn Nhật Bình.
ma se ma se ku sắc ghê na pa lo phun chay ya phô cha năng. Ma se là bốn trường âm thông thường. Cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ghê là nường trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ba lô hai trường âm thông thường, vùn trường nhấn, chay trường âm nhấn, giá đoạn âm, thô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm. Ma xê cú sắc ghê na ba lô bồn chay giáp phô cha năng. Đoạn ba bốn. Ná đoạn âm. Xô trường âm thông thường. Xanh trường âm nhấn. Kha trường âm thông thường. Tá đoạn âm. Thâm trường âm nhấn. Ma trường âm thông thường. Năng trường âm giọng nguyên âm. Lá đoạn âm, lăng trường âm giọng nguyên âm, ắt trường âm nhấn, gá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, lá đoạn âm, sinh trường âm giọng nguyên âm. Nạ xô sang kha ta tham ma năng cát lăng ắt gá tí xô lát sinh. Ma se ku sắc ghê na pa lo pun chay yap ho cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng cát lăng ắt gát tích so la sinh. Ma se ku sắc ghê na buôn nhà gia phù cha năng. Na su sân kha ta thầm ma năng ca lăng ác ga tì sô la sinh. Ma se ku sắc ghê na ba lô buôn chay nhà phố cha năng. Na sang kha ta thầm ma năng la căng ca lăng ác ga tì sô la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần mười sáu người hiểu pháp hữu vi. Phổ thơ Hòa Thượng Vinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự nhiên đã phân tích và kể xong. Nếu có sai từ nào xin ngài chỉnh sửa và đa càng chỉnh sửa cho tự nhiên ạ. Bây giờ tự nhiên chắc mời Nhật Quỳnh quá chứ biết tự nhiên vào sao cho nên là không biết. Giang Nhật Hạ. Mời Giang Nhật Hạ. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay mạng con rớt lên rớt xuống liên tục, nhiều khi con cũng không dám đưa tay luôn. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 70 ngày hôm nay. Ma se ma se ku sắc ghê na ba lo phun chay ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sinh. Ma se ku sắc ghê na ba lo phun chay ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sinh. Dạ con xin phép con phân tích câu số 1 và câu số 2.
Ma se là bốn trường âm thông thường, cú là đoạn âm, sắc là trường âm nhấn, ghê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ba lô là hai trường âm thông thường, phun là trường âm nhấn, chay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, phô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Ma se kusak ge na ba lo phun chay ya pho cha năng. Và câu số 3 và câu số 4. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ak kha ti so la sinh. Ná là đoạn âm, so là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, a là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắc là trường âm nhấn, khá, tí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, sinh là trường âm. Sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh. Dạ con xin đọc lại ạ. Ma se ku sắc ghê na ba lô phun chay ya phô cha năng na so sang kha ta tham ma năng ca lăng ác kha ti so la sinh. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống, không bằng phần 16, người hiểu pháp hữu vi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se ku sắc kê na ba lô phun chê hi ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ác kha ti so la sinh. Ma se ku sắc kê na ba lô phun chay hi ya phô cha năng. Na so sang kha ta tham ma năng ka lăng ác kha ti so la sinh. Dạ con đã đọc và kể sai, nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời. Sa thu Huỳnh Giang Nhật Hà. Đường truyền không có ổn định, té lên rớt xuống. Mà khi cầm micro được á, thì quý vị thấy âm thanh rất là rõ ha. Dụng kinh cũng hay và dụng kệ cũng tuyệt vời. Hôm nay một cái điều đặc biệt ha. Mặc dù mưa to gió lớn ở Bình Định ha, cô tu nữ phúc hạnh, quý vị thấy mưa ngoài trời nhưng mà đâu có mưa trong, vẫn đưa tay lên đọc, có khi nghe được, khi nghe không được, nhưng mà vẫn nhiệt tình. Rồi hôm nay một cái điều đặc biệt nữa là Đại Đức Pháp Tràng với giọng kệ của Đại Đức Pháp Tràng, đấy là lần đầu tiên trong đạo tràng được nghe. Nhưng mà rủi cô tu nữ tự nhiên mà đưa tay kệ trước thì chắc Đại Đức Pháp Tràng không dám kệ đâu, phải không? Alo, cười ha. Nếu mà cô tu nữ tự nhiên mà đưa tay đọc trước á, thì chắc chắn rằng Đại Đức Pháp Tràng không dám liên kệ. Rồi hôm nay quý vị rất là tuyệt vời, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức này, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, vị nào cũng đều nhiệt tình tham gia ha. Bởi vì câu Phật ngôn 70 này, một câu Phật ngôn rất là tuyệt vời, nói lên cái ý nghĩa của người tu. Quý vị khi hiểu về duyên sự này mới thấy rằng thâm thiết.
đình nhé. Và chữ chữ ma xá này được chia theo đình sở cách số ít, đình sở cách số ít tức là sát tầm ý vừa phát tí e cao qua trần á. Ý nghĩa của từ ma xê có nghĩa là vào ở mỗi tháng, vào ở mỗi tháng. Thì chúng ta thấy vào ở mỗi tháng, một tháng có bao nhiêu? Thượng tuần và hạ tuần, thượng tuần và hạ tuần. Thì ở đây ám chỉ một lần vào mỗi tháng, tức là rằm và 30, chia ra làm hai, rằm và 30. Thì hai từ này ma xê tức là mỗi tháng một lần, tức là ám chỉ vào ngày rằm và ngày 30. Rồi sao nữa? Cú sắc ghê na, cú sắc ghê na, chữ cú xá cộng với ấp ghê na. Cú xá nó là một danh từ nam tính, akranta pum linh nha. Cú xá là cái loại cỏ tên là cú xá. Rồi chữ ấp gá nó cũng là một danh từ trung tính, akranta nó pum sắc linh gá. Ấp gá này được chia theo sử dụng cách số ít, tức là thì giá quy là, cho nên ấp giá biến thành ấp kê na, tức là đầu cái ở trên đầu của ngọn cỏ, ấp giá là trên đầu, trên ngọn, trên đầu trên ngọn của cỏ cú sá. Cái tên của ngọn cỏ đó là cú sá. Rồi chữ ấp giá là ở phía trên, cú sá là ngọn cỏ, thì trên đầu ngọn cỏ cú sá, cú sắc ghen á, cú sá cộng với ấp giá. Đúng rồi. Bây giờ câu số 2. Câu số 2, ba lô phun chay giáp phụ chanh. Ba lô do cái từ ba lá, đây đứng làm chủ từ, ba lô là kẻ ngu. Rồi phun chay giá, cái động từ số ít này có nghĩa là thọ dụng hay là ăn uống. Phun chay giá, thọ dụng hay là ăn uống. Rồi, từ thứ ba, phô chát năng. Phô chát năng do cái từ phô chà ná. Phô chà ná nó là một danh từ trung tính, akrantanapumsakalinga. Và phô chà ná ở đây được chia theo đối cách xa quỳ phát tí e cao quá chà ná, cho nên phô chà ná biến thành phô chát năng. Phô chánh năng là vật thực hay là bữa ăn, vật thực hay là bữa ăn. Rồi câu 1, câu 2, ma xê cú sắc ghê nắp ba lô phun chay giá phô chánh năng. Ma xê cú sắc ghê nắp ba lô phun chay giá phô chánh năng. Kẻ ngu thọ dụng vật thực chỉ chút ít với đầu ngọn cỏ cú xá, vào mỗi một lần vào mỗi tháng. Ý nghĩa hai câu này, kẻ ngu thọ dụng vật thực chỉ chút ít với đầu ngọn cỏ cú xá, một lần vào mỗi tháng. Đó là ý nghĩa câu 1, câu 2. Bây giờ qua câu số 3 và câu số 4.
Na so sang kha ta tham ma nang. Na so sang kha ta tham ma nang. Câu số 3, chữ ná là không, so là người ấy, kẻ ấy. Kẻ ấy là ám chỉ kẻ ngu quá. Chữ ba lô sang kha ta tham ma nang. Ở đây chúng ta thấy sang kha ta cộng với tham ma nang. Chữ sang kha ta, đây là một cái dạng quá khứ phân từ, do cái động từ sân khai giá tí, tức là đếm, xem xét, mà sân khai giá tí nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ, thì ý nghĩa của nó là đã được thấu hiểu, đã được hiểu biết, đã được thông suốt. Sân khai tá. Rồi chữ tham ma năng, do cái từ tham ma nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga, tham ma có nghĩa là pháp, nhưng mà ở đây được ghi theo sở hữu cách số nhiều, chát thí quy phát thí bảo quá trà na, cho nên tham ma biến thành tham ma năng. Vậy thì hai từ này đi chung, sân kha tất tham ma năng của những người thấu hiểu pháp, của những người thấu hiểu pháp. Của những người, này số nhiều, của những người thấu hiểu pháp. Rồi câu cuối cùng, cá lăng ắc khá tí sô lá xin, cá lăng ắc khá tí sô lá xin. Chữ cá lăng do cái từ cá la. Cá la nó là một danh từ nữ tính, akranithilinga. Và cá la ở đây cũng được chia theo đối cách số ít, đô thị giá quy phát tí ê câu quá trình á, cho nên cá la biến thành cá lăng. Cá lăng là một phần, một phần tức là một cái gì đó được chia ra nhiều phần, thì ở đây cá lăng là một phần. Một phần cái gì? Ấp khả tí, động từ này nói lên cái gì? Động từ số ít có nghĩa là giá trị hay là xứng đáng. Ấp khả tí, giá trị hay là xứng đáng. Rồi, chữ cuối cùng, Sô-la-xin do cái từ Sô-la-xí. Sô là xí, nó là một danh từ nữ tính, ý tăng tá ít thi linh gá. Và sô là xí ở đây được ghi theo đối cách số ít, lúc tì giá quy phát tí ê khá quá trà ná. Cho nên sô là xí, sô là xí là một phần 16, một phần 16. Vậy thì câu 3, câu 4, Na so sang kha ta tham ma nang ka lang ak kha ti so la sin. Na so sang kha ta tham ma nang ka lang ak kha ti so la sin. Kẻ ấy không giá trị bằng 1/16 so với những người thấu hiểu giáo pháp. Ý nghĩa câu số 3. Câu số 4, Nó sô sân khà rất thầm mà nâng cá lăng ắc khá tí sô rất xinh. Kẻ ấy không giá trị bằng 1/16 so với những người thấu hiểu giáo pháp. Đó là ý nghĩa của bà Cộng Vô. Và tóm lại,
Câu Phật ngôn 70. Kẻ ngu có thể thọ dụng vật thực chỉ chút ít với đầu ngọn cỏ một lần và mỗi tháng. Kẻ ấy không giá trị bằng 1/16 so với những người thấu hiểu giáo pháp. Kẻ ngu có thể thọ dụng vật thực chỉ chút ít với đầu ngọn cỏ cứu xá một lần vào mỗi tháng. Kẻ ấy không giá trị bằng 1/16 so với những người thấu hiểu giáo pháp. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đa Phổ Thơ Lục Bát thế này: người ngu, ngài là quá ngài, chỉ dùng vật thực cỏ rây chút gì, pháp tu khổ hành sao bì, 1/16 liễu tri pháp hành. Người ngu, ngài là quá ngài, chỉ dùng vật thực cỏ rây chút gì, phép tu khổ hành sao bì, 1/16 liễu tri pháp hành. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu: tháng tháng với nguồn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng 1/16 người hiểu pháp hữu vi. Tháng tháng với nguồn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng 1/16 người hiểu pháp hữu vi. Rồi bây giờ chúng vào duyên sự ha. Duyên sự câu Phật ngôn này nói lên ý nghĩa của một người đã xuất gia tu tập, nhưng mà chúng ta thấy cái hành tu cũng đặc biệt lắm. Thì kỳ của Đức Phật ở Ấn Độ và Việt Nam chúng ta không bắt chước được. Ví dụ như hiện giờ vẫn còn xuất hiện, đó là đạo lõa thể, chẳng có y áo gì hết, đi ra ngoài đường công khai, và cái đó thì ở Việt Nam hiện ha, nhưng mà Ấn Độ vẫn còn. Chúng tôi lần đầu tiên đi qua đó thấy đạo lõa thể thấy cũng ngộ ngộ, mà nhìn thấy cũng ngưỡng ngưỡng. Thôi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 70 được Đức Phật thuyết tại Trúc Lâm Tịnh Xá quê Luwana, đề cập đến một tu sĩ ngoại đạo có tên là Champu Cát. Alo, quý vị đánh dùm cái tên của cái ông đạo sĩ lõa thể này, tên là Champu Cát. Champu Cát, đúng rồi. Khi mà Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian này, quý vị biết Đức Phật Champu Cát, đúng rồi, thời gian như thế nào. Đức Phật Kassapa, vị Phật này là vị Phật có trước hay có sau Đức Phật Gotama? Alo, Đức Phật Kassapa này là vị Phật nào? Có trước. Rồi, Sa Tu, Sĩ Chuyển Vũ, Sĩ Mê Sa, Sĩ Sa, biết hết trơn ha. Nhưng mà Đức Phật Kassapa này ở trong cái hiền kiếp của quả đất chúng ta, hay là ở trước năm vị Phật này? Alo, Đức Phật Kassapa là vị Phật mà riêng lẻ hay là vị Phật ở chung trong cơ quả địa cầu của chúng ta trong thời kỳ của hiền kiếp này, trên đất này? Và trên đất này thì có tất cả năm vị Phật phải không? Ở chung ha, đúng rồi. Đâu phải ở chung người trước người sau chứ ở chung nữa. Không thể nào hai vị toàn giác xuất hiện một lần. Khi mà hai vị, ba vị toàn giác xuất hiện một lần thì gọi là ở chung. Còn bây giờ riêng lẻ cùng một cái đất thì được. Thì bây giờ quý vị kể ra coi.
À, cái vị Phật đầu tiên trong trong cái hiền kiếp này, chung một cái kiếp này, à, chắc là câu quả đáp của chúng ta có năm vị Phật xuất hiện. Bây giờ vị Phật đầu tiên tên gì? Vị Phật thứ hai tên gì? Vị Phật thứ ba đó là ngài Kassapa, à, Đức Phật Kakusanta một vị, à, đó là một vị toàn giác Kakusanta Sa Thu. Rồi, vị thứ hai tên gì? À, vị thứ hai Kona, Kona giống vậy, Kona hả? Kona Yamana, vị Phật thứ hai, vị Phật thứ đầu tiên Kakusanta thì người ta gọi là Cù Lưu Tôn. Đức Phật thứ hai Cô Na Giá Mà Na gọi là Câu Na Hàm Mu Ni. Đức Phật thứ ba là Ca Sa Pa gọi là Ca Diếp. À, ba vị Phật quá khứ ha, à, chúng ta nên để nguyên tên vậy đi ha, đừng có dịch ra rồi cái đọc ngay kỳ kỳ ha. Rồi cái nhiều khi không biết cái nguồn gốc của Phật này xuất xứ tên thật là gì, rồi mình cứ theo cái kiểu mà dịch dịch cái kiểu đó đọc sai rồi thành ra mất dịch luôn ha. Thôi giữ nguyên cái căn bản đi ha. Đức Phật đầu tiên là Kakusanta, Đức Phật thứ hai là Konayamana, Đức Phật thứ ba là Kassapa, Đức Phật thứ tư là Gotama. Và vị Phật chuẩn bị ra đời, tức là sau Đức Phật Gotama, đó là tên gì? Mittayya, Mittayya, Tây chứ không phải là chỉ tá. Mittayya. Alo, chị Kim Nhung, Mittayya, đúng không? Chị E chứ không phải chị A. Mittayya. Đúng rồi, Mittayya. Đó là người ta dịch là Phật Di Lặc. Mà quý vị thấy ngộ ha, chưa ra đời mà lại có cái ngày vía, ngày mùng 1 Tết á, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. À, mà chưa sinh mình đã có cái ngày ấn định là ngày mùng 1 Tết. Là ngày mùng 1 Tết á, có tượng luôn, đúng rồi. Ờ, Đức Phật thì 32 tướng tốt, 80 tướng phụ, có hồi nào mà ông Phật Di Lặc mà có bụng bự vậy ha. Bụng bự vậy. Đó rồi á. Nhưng mà phúc tướng gì? Họ nhìn vô họ nói xấu. À, không phải bụng bự là tốt, mà nhiều khi cái bụng đó là buồn bia. Một cái tượng Phật thì có 80 tướng tốt, à 30 tướng tốt, 80 tướng phụ. Mà bây giờ chúng ta thấy thấy coi như hơi phỉ báng, hơi bô bát, chưa xuất hiện mà đã có ngày vía. Rồi cái tượng thì nhìn vô, à, đặc trưng cho sự hoan hỷ, đặc trưng cho sự an vui, à, nhưng mà không phải tướng tốt của một vị Phật. Thôi thì bây giờ chúng ta học đến đâu biết tới đó. Bây giờ chúng ta đang học đến Đức Phật Gotama, à, ôn lại thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Còn Đức Phật Mittayya từ từ tính sao. Và thời kỳ của Đức Phật Kassapa, trong một đàn nọ có một ông trưởng giả phát tâm cấp chùa, chỉnh một vị tỳ khưu làm trụ trì ở đó, rồi thường xuyên hộ độ tứ Phật dụng. Vị trụ trì này mỗi ngày đến nhà thọ thực của những cái người tín thí hộ độ ông ta. Một hôm có một vị thánh tăng lậu tận, tức là một vị A-la-hán, đi trì bình khất thực, đến đứng trước nhà của ông trưởng giả. Và ông này nhìn thấy cái vẻ thanh bần thoát tục
của một cái bậc thanh tịnh thì phát tâm trong sạch. Cung thỉnh vị thánh tăng vào nhà, trân trọng dâng cúng các món vật vật thực thượng vị. Rồi cúng một cái khăn choàng rất là lớn, được bạch rằng: bạch này, xin ngài nhuộm cái khăn choàng này rồi làm cái y để mà mặc. Và thí chủ còn thỉnh cầu thêm rằng: bạch ngài, tóc của ngài khá dài, để con gọi thợ cạo đến phủ sạch cho ngài. Thỉnh ngài về chùa trước, rồi con sẽ cho người đem giường đến dâng cho ngài. Vị trụ trì vẫn đến thọ thực nơi nhà của thí chủ hàng ngày. Rồi trông thấy ông ta quý trọng vị sư mới đến như vậy, thì không phát tâm hoan hỷ trong sạch với ông thí chủ này, với vị khách tăng đó, phát sanh lên cái tâm ganh tị không hoan hỷ. Cái ông thí chủ này mới gặp được ông sư kia mà để dân cúng trọng thể giường đó, còn mình đến nơi nhà của ông ta mỗi ngày mà ông ta chớ hề dân cúng lễ vật cho mình thượng vị như vậy. Rồi vị sư trụ trì nghĩ thầm như vậy nhưng mà chẳng có nói ra, đi về chùa. Vị khách tăng cũng theo chân vị trụ trì về chùa, nhuộm cái khăn choàng của thí chủ dân cúng rồi đắp lên làm cái y. Trưởng giả rước thợ cạo đến phủi tóc cho vị khách tăng, rồi cho người khiêng giường đến lốt kê đàng hoàng và đặt. Bạch ngài, xin ngài tự tiện nằm nghỉ trên cái giường này. Trước khi ra về, chủ nhân còn thỉnh cả hai vị ngày mai đến nhà để thọ bát. Thấy gia chủ có vẻ hâm mộ vị khách tăng và săn sóc cho vị ấy, thì vị trụ trì không dằn được cái lòng ganh tị. Chiều hôm đó, ông ta đích thân vào tận phòng của vị A-la-hán mà nhục mạ ngài bằng vậy: này đạo hữu, đạo hữu không nên làm gì đây, không nên thọ thực nơi nhà của ông trưởng giả, thà đạo hữu có thể ăn phẫn còn tốt hơn. Đạo hữu không nên để cho thợ cạo đến cạo tóc, thà đạo hữu lấy cái lá thuốc nốt mà cạo còn tốt hơn. Đạo hữu không nên mặc y, cứ ở trần truồng là hơn. Không nên nằm ở trên giường của thí chủ, đạo hữu nên nằm ở dưới đất tốt hơn. Bị một cái người đồng đạo mà sĩ mạ như vậy thì ngài thánh tăng này im lặng và nghĩ rằng: không nên để cho cả ngu này vì ta mà phải sa đọa. Cho nên sau hôm sau thức dậy thật sớm, ngài bỏ chùa đi vân du Ta Bà, chứ không theo lời thỉnh cầu mà đến nhà của thí chủ thọ thực. Sáng hôm ấy, vị trụ trì cũng dậy sớm lo việc công phu lễ bái trong chùa, rồi đến giờ đi khất thực, không thấy vị khách tăng đâu. Ông ta mới nói: ông sư khách này đến giờ mà vẫn còn ngủ, ta phải gõ cản đến thức ông ta dậy. Rồi sau khi lấy đầu ngón tay gõ vào cái cản cho có lệ có chừng, rồi vị trụ trì ôm bình bát đi vào làng một mình. Khi ấy thì ông trưởng giả đã chuẩn bị lễ vật cúng dường, còn đang trông ngóng hai vị đại đức. Thấy vị trụ trì đến thì ông hỏi: bạch ngài, còn vị khách tăng đi đâu mà chưa đến? Này đạo hữu, thôi đừng có nhắc đến cái ông đó nữa. Hôm qua đã đi về đến chùa, ông ta nằm luôn ở trong lều. Cho tới sáng hôm nay, tôi dậy quét chùa, xách nước, rồi châm đầy các lu, các khạp, rồi cái tiếng khua động, cả đến cái tiếng cảng báo cái giờ đi bát,
mà ông ta chẳng thưa ngài biết gì hết. Vốn là một cái người thiện tri thức, cho nên ông trưởng giả ngẫm nghĩ, cái vị đại đức khách tăng kia có oan nghi tế hạnh như vậy mà bảo rằng còn ngủ đến giờ này mà không dậy, tức là nói nghe không có lý. Chắc chắn là vì thấy ta cúng dường trọng thể đến ngài mà vị trụ trì này có buông lời chi xúc phạm đến ngài chăng? Nhưng mà ông trưởng giả vốn một cung kính để bác hộ độ cho vị trụ trì, và khi việc này xong bữa, ông xin cái bình bát đó đem rửa thật sạch, rồi sớt đầy bình bát với những vật thực cao lương mỹ vị và bạch rằng: Bạch ngài, nếu mà ngài về gặp vị đại đức gia thì xin ngài quan nghĩ sức bát cơm này cúng dường ngài đại đức đó dùm cho con. Vị trụ trì nhận lãnh bát cơm, bằng nghĩ thầm: nếu mà ông ta thọ dụng cái bát cơm này thì thế nào ông ta cũng sẽ lưu luyến ở mãi nơi đây mà không có đi đâu hết. Cho nên khi đi đến nửa đường, vị trụ trì này mới dốc hết cái bát cơm, đổ sạch cái bát cơm canh ở bên vệ đường, rồi đi thẳng về lều của vị khách tăng, nhưng mà nhìn tìm không thấy đâu cả. Mặc dù đã tu hành sa môn pháp trong một thời gian là 20 năm, sau khi đã tạo các nghiệp nặng nề như vậy, thiện pháp của vị tỳ khưu này cũng không đủ sức cứu nổi ông ta. Khi mà mãn tuổi thọ, ông bị sa vào địa ngục vô gián, thọ khổ khốc liệt suốt cả một thời gian không có Phật. Mãi đến thời kỳ Đức Phật hiện tại, Đức Phật Gotama giáng lâm, thì ông được tái sanh làm người trong một gia tộc dư ăn dư để, cư ngụ trong thành Rajagaha. Tuy là con nhà khá giả, nhưng mà từ khi đi thì cậu bé không bao giờ nằm trên giường, cũng không chịu ăn cơm, chỉ ăn đồng những cái đồ xú uế do chính cái thân mình phóng ra. Đến tuổi trưởng thành cũng không chịu mặc y phục, cứ ở trần truồng mà đi lang thang, ngủ thì nằm dưới đất, và ăn thì nhai lại những cái đồ mà mình đã đại tiện ra. Khi ấy, cha mẹ của ông buồn phiền chán nản vì ông không thể giáo hóa được, cho nên bàn tính với nhau rằng: cái thằng này chắc cái cốt của nó không phải là con nhà của mình, cho nên không biết xấu hổ gì hết. Có lẽ nó hợp với cái phái tu sĩ Ajivaka, có nghĩa là lõa thể. Có một cái đạo giáo họ không mặc quần áo ha, thì bây giờ cái đứa con của mình là thích hợp. Và thế là hai ông bà đem cho đức cái nhóm nên cho đứa con của mình gia nhập vào cái nhóm ngoại đạo lõa thế này, và yêu cầu họ cho xuất gia nhập đạo luôn. Phái này cho trăm phù cát xuất gia theo cái nghi lễ của họ, để cậu đứng dưới một cái mương sâu tới cần cổ, rồi bắt hai tấm ván đè lên vai của cậu ta, rồi ngồi trên tấm ván ấy dùng cái sóng lá thuốc nốt mà cạo đầu cho cậu ta. Sau đó cha mẹ cậu thỉnh các vị tu sĩ lõa thể này ngày mai đến nhà của mình thọ thực. Ngày hôm sau, nhóm du sĩ lõa thể mới bảo Champu ca là: đây, chúng ta cùng đi vào làng. Vị tu sĩ mới này không chịu đi và nói rằng: xin các ngài cứ đi đi, còn tôi xin được ở lại giữ chùa dùm cho quý ngài. Cái nhóm tu sĩ ấy năn nỉ nhiều lần nhưng mà không được, mới ra đi. Khi đó thì Sambuka đi đến mở cái cửa cầu tiêu,
trục xuống dưới hầm cầu, hai tay bốc phẳng vác lại thành từng vác mạng. Các vị tu sĩ ngoại đạo ở trong làng gửi cơm canh về cho Chambuka, nhưng mà ông ta không thọ lãnh. Khi họ nài ép thì ông ta mới trả lời rằng: tôi khỏi cần vật thực này vì tôi có được phần ăn rồi. Phần ăn ở đâu mà có? Chỉ ở gần đây chứ không có xa đâu. Rồi qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi khi đi vào làng thì cái nhóm Á Chiều Quá Cá rủ ông ta đi nhiều lượt, nhưng ông ta vẫn một mực từ chối, không chịu đi và bảo rằng: xin cho tôi ở lại chùa đi. Thái độ kỳ cục của Chambuka làm cho cái nhóm tu sĩ ngoại đạo sinh nghi. Cái ông này hằng ngày không chịu đi vào làng, mà vật thực gửi về thì không chịu ăn, cứ nói rằng: tôi ở đây có phần ăn rồi. Vậy thì chúng ta phải rình coi cho biết ông ở lại chùa ăn được cái gì mới được chứ, có gì mà. Thế là hôm sau khi vào làng, họ giao cho hai người núp xem Chambuka làm cái gì. Và cũng giống như mấy ngày trước, khi mà cái nhóm ngoại đạo này đi vắng hết thì Chambuka tuột xuống dưới hầm cầu ăn phẳng. Không ngờ bị lộ tẩy, hai tu sĩ nọ bắt được hành động xấu xa của Chambuka mới thuộc lại cho cả nhóm nghe. Tất cả đều đồng tình nói rằng: chào ơi, cái việc này thật là tồi tệ quá lắm. Giá như các vị thinh văn của Sa môn Gotama hay biết rằng các tu sĩ A Chiều Quá Cá thường ngày ăn phẳng và họ truyền bá tiếng này ra thì thật là nhục nhã như chúng ta. Cái tên Chambuka này không xứng đáng là tu sĩ của chúng ta. Và thế rồi cái nhóm tu sĩ ngoại đạo A Chiều Quá Cá tuyên bố trục xuất Chambuka ra khỏi nhóm của mình. Trong một cánh đồng, cái nơi mà đại chúng phóng uế tự do, có một cái tảng đá bằng phẳng và trên cái mặt đá có một cái lỗ trũng xuống rất là lớn. Đại chúng là đại tiện ở nơi đó. Và sau khi bị đuổi ra khỏi chùa, Chambuka đi đến cái tảng đá đó, chờ đêm xuống ra bốc phẳng mà ăn. Còn ban ngày thì khi thấy bà con đi phóng uế thì ông ta lấy tay viện tảng đá và đứng một chân, còn cái chân kia giơ lên tì vào đầu gối của cái chân đứng, miệng thì há ra hướng về hướng gió. Đại chúng thấy như vậy đến gần đánh lễ ông ta và hỏi: bạch ngài, sao ngài đứng há miệng như thế? Ta lấy gió cơm chứ không có dùng vật thực gì khác. Bạch ngài, còn tại sao ngài chỉ đứng có một chân, còn chân kia thì tì vào đầu gối của chân đứng như vậy? Bằng đạo, tu khổ hạnh dị thường lắm. Nếu mà đứng cả hai chân xuống đất thì cái quả địa cầu này sẽ rung động. Cho nên bằng đạo chỉ đứng có một chân, còn chân kia có lên là như thế. Quả thật, ta phải đứng mãi như thế này chứ không ngồi nằm bao giờ cả. Thế thường, con người hãy nghe ai mà già hàm lợi khẩu, nhiều lời biện thuyết thì tiếng nghe theo. Cho nên đại chúng mới bảo nhau rằng: ôi thật là phi thường, những cái nhà tu khổ hạnh đến cái mức độ như vậy, từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ một cái vị nào mà tuyệt vời như vậy. Rồi dân chúng ở hai xứ Ân Gá và Má Gá Thá xôn xao náo động, nườm nượp kéo đến để đảnh lễ vị tu sĩ Chambuka, và hàng tháng mang nhiều lễ vật trọng hậu đến cúng dường ông. Nhưng mà ông ta không có thọ lãnh lễ vật của ai hết, vì bảo rằng: ta chỉ lấy gió làm cơm chứ không có ăn vật thực nào khác.
Nếu mà ta ăn món gì khác thì sợ hư hỏng cái phạm hạnh của ta. Nhiều người cứ theo này lý hoài bằng ngày, xin Ngài thương xót thế độ cho chúng con. Được bậc tu hành khổ hạnh như Ngài mà thọ lễ cúng dường, chúng con mới mong được thành tựu sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Thấy đại chúng cầu khẩn thái quá, tu sĩ trầm buộc cả cũng phải siêu lòng, thấm chút ít bơ, đường, sữa, mật, vân vân. Và nói rằng mấy thứ này không gọi là vật thực gì khác, thôi ta thầu lãnh cho bá gia bá tánh được sự lợi ích, sự bình an, thôi trở về nhà đi. Nói rồi ông ta lấy cái đầu ngọn cỏ viết mỗi thứ một chút, để lên cái chốt lưỡi liếm cho có vị, rồi ra dấu cho họ mang về. Tu sĩ trong Phù Cá đã trải qua 55 năm với nếp sống khổ hạnh dị thường như thế, là luôn luôn trần truồng, ăn phẩn, nhổ tóc và nằm trên đất. Theo thông lệ, chư Phật thường quan sát thế gian vào lúc sáng tinh mơ. Vì thế một hôm Đức Thế Tôn quan sát khắp cõi Diêm Phù, thì hình ảnh của tu sĩ Trầm Phù Cá lọt vào giác quan của Ngài. Quán thêm nữa, Đức Phật thấy rằng tu sĩ có duyên lành chứng đắc thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích. Ở đây trước tiên Phù Cá sẽ làm như vậy và Như Lai sẽ thuyết lên một bài kệ. Khi bài kệ chấm dứt thì 84.000 chúng sanh sẽ giác ngộ và nhờ nương theo Ngài mà đại chúng cũng đạt được kết quả hạnh phúc cao thượng. Sau khi quán thấy rõ nhân duyên như vậy, Đức Phật đi vào thành Ca Chắc Gà Hát khất thực. Trên đường về, Ngài bảo với Ngài A Nan: Này A Nan, Như Lai sẽ đi yến chỗ ngủ của Trầm Phù Cá. Và Ngài sẽ ngự đến chỗ như vậy hay sao? Phải đó, Như Lai đến chỗ như vậy. Nói rồi, Đức Phật ngự ngay đến chỗ ngủ của Trầm Phù Cá vào lúc buổi chiều. Chư Thiên mới suy nghĩ rằng chiều nay Đức Bổn Sư ngự đến chỗ Trầm Phù Cá, mà có chỗ ở của ông ta là một tảng đá ngập tràn rác rến dơ dãi, là cái chỗ mà thiên hạ đại tiện hết sức là uế trượt. Vậy thì chúng ta cần phải làm mưa để gột rửa cái chỗ đó. Thế là các vị chư thiên dùng thần lực làm cho mưa tuôn xuống tức khắc, dội rửa cái tảng đá cho sạch sẽ, tinh khiết. Kế đó là có một đám mưa hoa ngũ sắc rơi xuống trên cái mặt thạch bàn. Đến chiều, bậc đạo sư đến chỗ ngủ của Trầm Phù Cá. Ngài cất tiếng gọi: Trầm Phù Cá. Trầm Phù Cá nghĩ rằng không biết ông này là ai mà gọi sách mé tiền tài như vậy. Ông mới hỏi: Ai đó? Như Lai đây, Trầm Phù Cá. Ồ, cái ông đại sa môn muốn nói cái gì? Ông hoan hỷ cho Như Lai tạm ngủ một đêm ở nơi đây. Ở đây không có chỗ nghỉ. Ông đại sa môn, ông đi chỗ khác đi. Này Trầm Phù Cá, ông đừng nên chia rẽ như vậy. Hãy hoan hỷ cho Như Lai nghỉ nhờ một đêm đi. Phàm là người xuất gia thì tập hợp với bậc xuất gia, người thế tập hợp với người thế, và thú vật thì tập hợp với thú vật. Vậy ông có phải là người xuất gia hay không? Cố nhiên, ta là bậc xuất gia. Nếu ông là bậc xuất gia thì bát cơm này, bầu nước này, những vật tùy thân của một bậc xuất gia sao không thấy ở nơi ông? Ta có đủ hết, nhưng mà mang theo làm gì? Nhiều cồng kềnh, đi đứng bất tiện, ta để nơi kín đáo, khi nào đi bác thì mới mang theo. Trầm Phù Cá nổi giận nói rằng: Nếu thế ông chỉ mang theo khi đi bác mà thôi à? Đức Thế Tôn ôn tồn bảo rằng:
Này Sambhuka, đừng nóng nảy, hãy chỉ cái chỗ Như Lai nghĩ đi. Để ông Sa-môn, ta đã nói ở đây không có chỗ nghỉ mà. Đức Phật đưa tay chỉ một cái sườn núi cách đó, cách cái nơi của Sambhuka không có bao xa, và hỏi rằng ai ở nơi sườn núi đó? Không có ai cả, ông Đại Sa-môn. Thế thì ông hoan hỷ cho Như Lai nghỉ ở đó nha. Nơi đó thì tùy ý ông liệu định. Rồi Đức Phật mang tọa cụ trải nơi sườn núi xong, ngựa nơi đó. Đêm hôm ấy, trong căn đầu, Tứ Đại Thiên Vương từ bốn hướng phóng ra bốn đạo hào quang, rồi nhập trung lại bay đến hầu Đức Thế Tôn. Cho Buddha trông thấy ánh sáng tự hỏi: ánh sáng gì đấy? Rồi trong cánh giữa có Đức Vua Trời dễ thích ngự đến. Trong Buddha cũng trông thấy hiện cái ông nào vậy? Rồi trong cánh cuối Đức Đạo Phạm Thiên ngự đến. Từ mỗi ngón tay của Ngài phát ra một đạo hào quang có thể soi sáng cả cái quả Tha Bà. Cả 10 có ngón tay phát ra 10 đạo hào quang có thể soi cả 10 phương thế giới. Cho nên khi ấy toàn thể khu rừng nơi Đức Phật ngự thì sáng rực như là một đám cháy lớn. Thấy Đại Phạm Thiên, Sambhuka tự hỏi: cái ông này là ai vậy? Rồi sáng sớm hôm sau, Sambhuka đi đến chỗ ngủ của Đức Phật, chào hỏi thân thiện, đứng nép qua một bên và hỏi: này ông Đại Sư Môn, hồi đầu hôm ông nào mà hầu quang trói sáng cả bốn góc trời đi đến chỗ của ông vậy? Ồ, đó là Tứ Đại Thiên Vương. Mấy ông đến làm gì vậy? Đến để hầu hạ Như Lai. Nói vậy thì ông cao thượng hơn cả Tứ Đại Thiên Vương hay sao? Phải đó, Sambhuka, Như Lai quả thật là vị tối thượng vương trên hết các vị vua. Còn lúc canh giữa ông nào đến vậy? Thiên Vương Đế Thích, ông đến làm gì vậy? Đến để hầu hạ Như Lai. Nói vậy ông cũng cao thượng hơn Đức Vua Trời Đế Thích hay sao? Phải đó, Sambhuka, Như Lai cao thượng hơn cả Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ông ta là người nuôi bệnh và hầu hạ cơm nước thuốc ăn cho Như Lai, cũng như một vị sa di vậy. Ồ, còn trong canh chót, cái ông nào đến mà hầu quang trói sáng khắp cả khu rừng này? Đó là Đại Phạm Thiên, mà các thầy tế lễ như các thầy Bà La Môn trên cõi thế gian này đều nương nhờ kính ngưỡng. Và mỗi khi trực tế, mấy ông thường niệm: Nam Mô Đại Phạm Thiên, Nam Mô Đại Phạm Thiên, Nam Mô Brahmana. Nói vậy ông còn cao thượng hơn Đại Phạm Thiên hay sao? Phải đó, Sambhuka, Như Lai quả là một vị tối thượng Phạm Thiên trên tất cả Đại Phạm Thiên. Chà, cái ông Đại Sa Môn thật là bậc phi thường. Ta ở nơi đây ròng rã 55 năm mà trong mấy ông đó không có một ông nào đến để hầu hạ ta cả. Mặc dù suốt cả thời gian dài đăng đẳng ta tu khổ hạnh lấy gió làm vật thực, mà cũng chưa được mấy ông ấy đến hầu hạ đối với ông bây giờ. Đức Phật bảo: này Sambhuka, nhà ngươi quen cái thói dối gạt đại chúng, mù quáng, mù si mê, bây giờ định dối gạt cả Như Lai nữa hay sao? Trong thời gian 55 năm, ngươi há đã lấy phẳng làm cơm, lấy đất làm giường, lấy da mẹ đẻ làm y phục, lấy sống lá thuốc nốt để mà cạo tóc hay sao? Thế mà nhà ngươi dám lừa dối thiên hạ, nói rằng ta chỉ lấy gió làm cơm, đứng mãi một chân chứ không ngồi nằm gì hết. Trong quá khứ ngươi đã có một kiến thức đê hèn, cho nên hiện tại phải chịu ăn phẫn nằm đất vả thể và nhổ tóc bằng sống cây thuốc nốt
trong bao nhiêu lâu. Vậy mà giờ đây ngươi còn cố chấp cho cái thứ tà tội lỗi đê hèn ấy mãi hay sao? Trong Bồ Tát ngạc nhiên và hỏi: Này cũng Đại Sa Môn, trước kia ta đã tạo nên cái nghiệp gì? Khi đó Đức Phật mới chỉ rõ tiền nghiệp của Trâm Bồ Tát cho ông ta biết. Có nghĩa là trong quá khứ vì cái tâm ganh tị, nhỏ mọn, hẹp hòi, và Đức Phật đã thuật lại trong những câu chuyện quá khứ đối với một vị thánh tăng. Khi nghe như vậy thì Trâm Bồ Tát phát sinh sự kinh cảm, hết sức là ghê sợ và hối thẹn tội lỗi của mình. Ông băn khoăn hối hận, và ngay khi đó Đức Phật ném cái khăn tròn tắm xuống bố thí cho ông ta. Ông ta mặc vào người, đứng lên lãnh lễ Đức Phật và ngồi xuống một bên. Bây giờ bậc đạo sư mới đem tuần tự pháp giảng cho Trâm Bồ Tát nghe. Khi mà nghe dứt thời pháp thì ông chứng đắc thánh quả La Hán với tuệ phân tích, rồi cúi xuống đánh lễ bậc đạo sư, rồi đứng lên ngỏ lời xin với Đức Phật được xuất gia thọ khu túc giới. Như thế là kể từ nay bao nhiêu cái ác nghiệp trong quá khứ mà vị tỳ khưu kia đã tạo thì bây giờ đã hết sạch. Cái tội mạt sát một cái vị thánh tăng bằng bốn ác ngữ trong quá khứ đã làm cho ông phải đọa xuống đại địa ngục. Và sau khi mạng chung, ông đã bị thiêu đốt trong địa ngục Ba Tỳ. Quả dư sốt khiến ông ta thọ khổ trong 55 năm qua, và đến nay mới được chấm dứt. Còn phần phước ông đã tạo bằng sự thực hành sa môn pháp trong 20 năm trước thì không có bị hư hoại, cho nên Đức Phật mới đưa thẳng cánh tay mặt ra và bảo rằng: Hiphikhu, tức là hãy lại đây thực hành phạm hạnh để chấm dứt sự khổ đau. Và ngay lúc đó thì ông Trâm Bồ Tát mất hẳn cái hình dáng của người cư sĩ. Trong ông có vẻ nghiêm trang đạo như là một cái vị đã từng tu 60 tuổi hạ, có đầy đủ 8 món vật dụng sa môn, đó là y, dây lưng, dao cạo, ông đựng kim, bình lọc nước. Khi ấy thì dân chúng hai xứ Ân Gá và Ma Cá Tá nghe danh của Trâm Bồ Tát, cho nên ngày nào cũng mang lễ vật đến cúng dường ông. Sau hôm ấy, khi họ đến trông thấy Đức Phật thì phân vân tự hỏi: không biết đại đức Trâm Bồ Tát của mình và sa môn Gô Tàm Á ai lớn hơn ai? Rồi họ tự giải đáp rằng: nếu như sa môn Gô Tàm Á lớn hơn thì đại đức của mình phải đi đến chỗ của ông ta. Đằng này sa môn Gô Tàm Á đi đến tìm đại đức của mình thì chắc chắn là đại đức của mình lớn hơn rồi. Đức Phật hiểu rõ cái tư tưởng của đại chúng, cho nên mới bảo: này Trâm Bồ Tát, ông hãy đoạn nghi cho tín đồ của ông đi. Bạch ngài, con cũng định làm như vậy. Rồi ngài Trâm Bồ Tát nhập vào tứ thiền, rồi đứng dậy bay bổng lên cao cỡ khoảng một cây thốt nốt, tuyên bố rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài là đức tôn sư của con, con là kinh văn đệ tử của ngài. Nói rồi từ trên hư không đáp xuống đảnh lễ Đức Phật, rồi bái lên cao độ hai cây thốt nốt, cao khoảng ba cây thốt nốt, cho đến lần cuối cao khoảng bảy cây thốt nốt, tuyên bố lên như trước, đoạn hạ mình xuống đảnh lễ Đức Phật và cho đại chúng biết rằng mình là thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Thấy như vậy thì đại chúng mới nghĩ thầm: ôi, ân đức của Đức Phật thật là vô thượng, thật là phi thường. Và nhân lúc mà quần chúng phát tâm tín ngưỡng, Đức Phật đã thuyết pháp để phá chấp, phá tà kiến của họ. Ngài mới bảo:
Tỳ kheo này, bấy lâu nay cho mình ở đây hành đạo cao thượng, cho nên lễ vật của các ngươi đem dân cúng, ông chỉ lấy ngọn cỏ viết một chút ít để lên chốt lưỡi mà thôi. Nhưng mà dây dầu lúc trước ông có tu hành khổ hạnh như thế cả trăm năm đi nữa, cái việc làm của ông chẳng có giá trị bằng 1/16 của người thông hiểu chân lý, nhịn ăn một bữa ăn vì có tâm nghi ngại sợ ô nhiễm phạm hạnh của mình. Và tiếp theo đó, Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 70 này cho đại chúng và cũng cho chính vị tỳ kheo trong phù các. Ma xê cú sắc ghê nát bà lô phùng cây giá phù chá năng ná sô sắc khà tá thầm ma năng tá lăng ấp tá tí sô lá xịn. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt, có đến 84.000 chúng sinh giác ngộ chân lý. Trong duyên sự này cho chúng ta thấy rằng hành khổ mong cho thoát khổ sầu, tu theo tài kiến khổ thêm lâu, ăn dơ lấy bụi thay quần áo, ngủ đất dùng cây nạo tóc râu, quả ác trổ qua ngày cuối chót, chân lành nhớ lại hạnh ban đầu, ngồi nghe Phật thuyết kinh tuần tự, châm phù tỳ kheo đắc quả đắc đạo một. Như vậy thì câu Phật ngôn này không có thời gian để cho chúng ta thảo luận, nó dài quá, nhưng mà để cho quý vị có một khái niệm, để rồi khi mà cái phẩm ba lá quốc gia này, phẩm ngu này kết thúc á, thì quý vị sẽ trích ra từng câu Phật ngôn để nói lên cái tấm lòng ganh tị, nhỏ mọn, keo kiệt, ích kỷ qua câu chuyện này. Tức là ganh năng tức ở đó. Đây cũng là một bài để cho chúng ta thấy rằng ôn cố trì tầm những câu chuyện xưa, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn thực hành được, chứ không phải là ô xưa người khác đó, chuyện đó là thời kỳ của Đức Phật, còn bây giờ 4.0 đừng phải nói vậy. Đây là một bài học rất là thích đáng. Buổi sinh hoạt của chúng ta cũng hơi lố giờ, đạo tràng thông cảm ha. Xin được kết thúc ngay đây. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền chuyển qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng, hội trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa cha quá chê na số thị vô ô tụ sa pa đà. Do lời chân thật này, tín nhân quả bước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.